Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị định số 38 của Chính phủ về đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chủ trương chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Tất cả với mục tiêu nâng cao trình độ đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng nông thôn, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, dịch vụ gắn với tiềm năng thế mạnh và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Anh A Diêu là một trong những cá nhân tiêu biểu của xã Măng Cành, huyện Con Plong trong khởi nghiệp thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Nguồn vốn khởi nghiệp ban đầu anh tiếp cận được là 30 triệu đồng dành cho hộ nghèo vào năm 2000. Nhờ đầu tư hiệu quả, năm 2012, anh chính thức thoát nghèo và tiếp tục tái đầu tư cũng như liên tục chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của thị trường. Năm 2017, anh mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ vận tải máy xúc, máy ủi, xe tải chở hàng. Cũng nhờ dịch vụ này, anh có thể thu về 2 triệu đồng mỗi ngày sau khi trừ chi phí. Hiện nay, mức thu nhập của anh lên tới hơn 2 tỷ đồng mỗi năm từ các mô hình kinh tế sản xuất trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ vận tải. Chăn nuôi xong là tôi bán cái gọi là trâu bò đó, tôi mua cái chiếc xe này, tôi làm thì nói chung là thấy mình suy nghĩ là trong địa phương thì chưa có ai có máy móc thì mình suy nghĩ về vấn đề thay đổi và cách nghĩ về việc làm. Nói chung là tôi thấy là trong bà con ở đây là gọi là làm việc là gọi là săn mặt bằng làm nhà cho bà con với là làm vườn để trồng cà phê đồ múc hố gì đó cho là nó tiện lợi cho bà con ở nông dân. Với chị Y Lim, nhờ đạt giải nhì cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2021, chị và các trẻ em trong tổ liên kết hợp tác du lịch cộng đồng thôn Cam Rinh, thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong đã được hỗ trợ nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để đầu tư xây dựng nhà sàn, vườn hoa, mở dịch vụ, phục vụ khách du lịch. Hiện tại thu nhập trung bình mỗi tháng của chị khoảng 15 triệu đồng. Đến nay, tổ liên kết ngày càng phát triển hiệu quả, thu hút đông đảo lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Trung bình mỗi tháng, tổ liên kết đón hơn 300 lượt du khách. Điều này không chỉ giúp các trẻ em trong tổ liên kết có thêm việc làm, thêm thu nhập, mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số nơi đây. Trước mà họ chưa có cái công ăn việc làm á, là cái thu nhập của họ là cũng không có ổn định. Mà đến từ khi mà họ đã có tham gia cái tổ liên kết hợp tác du lịch cộng đồng là họ có cái thu nhập là một tháng là cũng bình quân cũng được 2 triệu rưỡi. Là thu nhập của họ là cũng là nhờ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn với lại huyện xuống tuyên truyền và cũng giúp đỡ cho chị em biết được cách thay đổi nét nghề cách làm. Khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp thị trấn Đắc Rờ Ve, huyện Con Dẫy đã lựa chọn khởi nghiệp bằng việc phát triển, chế biến các sản phẩm đặc trưng là tiêu và mang le. Được thành lập năm 2021, các thành viên hợp tác xã đã được tiếp cận với nhiều nguồn vốn để phát triển đa dạng các mô hình sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã hiện đang tiếp tục phát triển thêm diện tích trồng chuối, chăn nuôi nhằm tăng thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã cũng như lao động thường xuyên. Hợp tác xã đã đăng ký đánh giá 2 sản phẩm tiêu và mang le tham gia sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong năm 2022. Thông qua kênh của Ngân hàng Chính sách thì các hộ đều có tiếp cận được cái nguồn giải quyết việc làm và đặc biệt là cái vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Đồng thời thì thông qua kênh hội nông dân thì đã tiến chấp cho hội nông dân là tham gia tiếp cận được cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Thì hiện nay hội hợp tác xã cũng đang cho hội vân là vay và sử dụng thì cái nguồn vay này hết sức hiệu quả mà đáp ứng cái nhu cầu của thành viên vay. Thành viên hợp tác xã tham gia thì đều có công ăn việc làm đảm bảo ổn định, mà nhất là những đồng bào dân tộc thiểu số mà anh em là thành viên hợp tác xã đều có cái công ăn việc làm ổn định và cũng có cái thu nhập là cao hơn so với khi chưa tham gia hợp tác xã. Xác định khởi nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Trên cơ sở Nghị định số 38 của Chính phủ về đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
gắn với thực hiện nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung đảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện, thông qua các đề án hỗ trợ khởi nghiệp của Hội Phụ nữ, Thanh niên, Học sinh sinh viên, Hội Nông dân. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 44 về chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo điều kiện cơ hội cho tất cả các đối tượng trong và ngoài tỉnh có dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, đã có 34 dự án, ý tưởng của các cá nhân tổ chức được Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh xét duyệt. Trong đó có 15 dự án ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ vốn vay ưu đãi với mức tiền tối đa 100 triệu đồng trên một dự án ý tưởng. Hội đồng cũng sẽ chỉ đạo các cái thành viên hội đồng liên quan để mà tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các cái tác giả, nhóm tác giả của dự án ý tưởng khởi nghiệp được hội đồng xét duyệt là đạt, để tổng hợp cái nhu cầu mà cần hỗ trợ khởi nghiệp, ví dụ như là về đất đai, rồi vốn, rồi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, v.v. Và nắm bắt những cái khó khăn, kiến nghị kịp thời để hỗ trợ thiết thực cho các cái tác giả triển khai cụ thể hóa các cái ý tưởng dự án khởi nghiệp. Và ngoài ra thì hàng năm thì các cái chủ dự án ý tưởng khởi nghiệp cũng còn được tham gia các cái lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, vận hành dự án khởi nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tộc thiểu số khởi nghiệp trên toàn tỉnh còn rất khiêm tốn. Số lượng người dân tộc thiểu số tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể còn thấp. Thực tế cho thấy, hầu hết các ý tưởng, dự án triển khai tại cơ sở chưa đa dạng và tập trung, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế. Nguồn quỹ đất để phục vụ xây dựng các dự án sản xuất nông nghiệp không đáp ứng được nhu cầu. Mặt khác, nhiều người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, chưa mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Có một số thanh niên mà người ta muốn khởi nghiệp thì nó không thuộc đối tượng là hộ nghèo, cho nên là trong quá trình tiếp cận nguồn vốn là nó còn có khó khăn. Còn các đối tượng mà hộ nghèo, thường thường là hộ nghèo là người ta rất là ngại tiếp cận các nguồn vốn của nhà nước. Bởi vì là khi mà đầu tư ra thì bà con cũng rất là sợ rủi ro. Thì trên bàn huyện thì trong thời gian vừa qua cũng một số thanh niên cũng tham gia vay vốn để đầu tư như cây dược liệu, chăn nuôi. Tuy nhiên là giải quyết cái đầu ra cũng chưa được giải quyết một cách tập trung. Chỉ có bà con là bán nhỏ lẻ cho các thương lái trên địa bàn. Từ thực tế này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1719 phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025. Trong đó, dự án thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi bằng việc tận dụng tiềm năng lợi thế vùng dân tộc thiểu số để khởi sự làm ăn kinh doanh, tạo được việc làm và thu nhập cho người dân, thúc đẩy vùng dân tộc thiểu số phát triển, tiếp lửa cho người dân tộc thiểu số trên con đường lập thân lập nghiệp. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào và tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ban dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch số 3224 ngày 28 tháng 9 năm 2022 về tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trong đó xác định hai cái hoạt động chính. Thứ nhất là hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thứ hai là tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, hỗ trợ triển khai thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó tạo được cái tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện cái nội dung thúc đẩy khởi sự khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2023 cũng như trong giai đoạn 2022-2025.
25 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, vùng nông thôn. Trong đó lồng ghép các nghị định, quyết định, đề án hỗ trợ khởi nghiệp của chính phủ và chính sách đặc thù của từng địa phương để triển khai thực hiện. Thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đưa ngành nông nghiệp chiếm khoảng 20% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10% trên năm, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.